Dậu cho anh em. Còn hai con trên sao bạc đó, con nó mới khó đó. Dậu, dậu Rồi đi. đấy. Một và đánh đi em, sao đứng nói vậy em? Đốt nó ra 76 máu đấy. Kamehameha bùm. À đúng rồi, Anubis Kamehameha. Kamehameha. Mày chơi lại Anubis đâu. Ừ, đồng ai ra thật cái gần chết. Anh em nhớ khu quái lại nhá. Đây là súng trường bắn ra một máu ở đéo hiểu. Ai bắn điện vô liên tục cho nó giật đi chứ, để đừng có cho nó đánh điện con test này. Làm đi em ơi, tầm em. Mà mình không bắt được nó thôi nha. Tức chừng túi. Tiêu có cầu tím chưa? Cầu tím thì bắt được thôi. Hai quả. Bao nhiêu? 12. À À, đủ. 12, 12, 12 có gì được á. Mẹ bắn khẩu này tốn đạn vãi đái anh em ạ. Megalobat. Ôi chết mẹ bắt con rồng rồi. rồi. Ơi, chết. Trời ơi má, chuẩn này nó cay quá đâu. Ngày trước. Thả quái điện ra, thả quái điện ra, quánh cho nó giật điện. Hết quái điện rồi, quái điện chết rồi, quái điện chết rồi. Thả đỡ anh Anubis nha. Anubis có chuyện chuẩn điện. Lightning Bolt, điện. Mày mày, con này con băng quá. Chết. Chuối mắt. Bét đâu anh ấy? Đâu mà đi đó. Đâu rồi? Con boss đâu rồi? Nè, boss trước mặt nè. Anh em khè nó nhiều lắm em ơi. Thấy con boss đánh quen quái mình á, hôn con quái mình lại. Đúng rồi. Giờ nó bận target mấy con quái mình rồi, nó không target kia đâu. Không target mình đâu. Ôi né. Bà là muốn rồi, ai né chết luôn rồi. Cú. Đâu nó đâu rồi? Có đâu? Da, ông nội lướt trong góc lát rồi. Đâu? Trời ơi, cái gì đấy? Ui giời ơi, đủ. Cho nó lướt ra đi. Cho nó lướt ra đi. Chưởng ra được kìa, mình bắn nó đi. Rồi chơi rồi. Kìa nó ra rồi kìa, ra rồi kìa, nó ra rồi kìa. Chưa ra đâu, nó chỉ rớt cái đầu thôi, có ra được. Đâu mẹ ơi. Đây chết mẹ ơi con ấy có bị rồi. Rồi ra rồi đấy, ra rồi đấy. Họ nó ra lụm luôn. Đẹp mẹ. Mẹ chết hết thú rồi. Cái gì ném cầu lưa thưa chứ. Khu ném, khu ném, khu ném cái thứ. Giật điện đó con. Đẹp. Trời ơi, nó làm cái gần chết luôn mà. Đéo gì mà làm cái mẹ 2000 máu rồi. Con nào chịu nổi ba? Mẹ thằng ngu quá. Gì vậy? Gì tự sát đi. Thì nào có tự sát kìa. Trời ơi. Đéo chết à? Đéo chết à? Đi. Sao chết luôn. Đi mẹ 999 mà không chết à? Em nói là chỉ là con số thôi. Cút mẹ. Giờ này đi vô chích điện đó. Có gì tôi nè. No hope vậy. Ừ, con voi của ai vậy? Con voi này phế lắm vậy. Ôi con này chết rồi. Mà con này nó trâu dữ rồi à. Trâu chứ. Đang lắc lắc hả? Đi đóng băng một cục luôn rồi, hết thú rồi anh em. Ui giời ơi, địt mẹ bay giáp gần chết luôn. Má còn 5000 mấy đó, bắn nào chết trời. Thôi từ từ để tao chạy về, tao tao lấy thêm thú, anh em cầm cự nhá.
Không sao không giờ chết luôn. Chết thế nào được, tôi sợ ông chết đấy. Bây giờ tôi tắt tôi chết rồi tôi ở lại chả gây bao nhiêu đam cả. Hãy chạy về đi. Trời ơi qua đúng. Chết hết mẹ cả thú ấy chứ. Gì cho nó chết. Ta đồ ai nó giả ăn cục gần chết kìa. Để chạy bên. Không, có cách thì mẹ siêu nhanh. Cách gì mà siêu nhanh? Tay bay bên này. Tay bay bên này đúng rồi. Hả? 16, được 20 con đâu quá. Ui chết ba mày này con. Từ đó thì mẹ xây xây cái bay gần gần đây đã, anh em đợi tí. Mưu hèn kế bẩn thôi, nhớ còn cách nào khác à? Nó đập mấy bay kia đâu, xây bay này. Tôi đập cái bay rồi, tôi bỏ rồi. Đây giờ đang xây, bình tĩnh. Đây 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 đây, ra gõ ra gõ ra gõ. Một người cầm cự đấy, một người cầm cự đấy. Ra gõ. Ờ, cứ cầm cự đấy, gõ gõ xong cái bay rồi. Rồi ok, đổi 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 thú anh em ơi, đổi thú đổi thú. Hả ra hả ra hả ra. Thú ra đi. Đem hệ lửa hay gì đó đem hết. Mang hết hệ lửa nha. Mang hết hệ lửa ra. Không biết con vô e nó có vô đây được không ta. Tôi mang nó vô thanh coi. Đâu con thú đâu rồi, con boss đâu rồi. Con này có vô đây được không? Ủa nó lắm. Ăn cứt rồi đấy. Không sao chết thì hồi sinh ở đây luôn được. Nó đưa một bầy vô chết luôn à. Một phát chết sạch luôn. Boss đâu mẹ ơi. Boss này thui tường rồi à? Boss núp rồi. Con vô e tôi đang đứng ngó kìa. Thầy kỳ vậy. Boss chơi kỳ quá. Boss trốn luôn. Nó đâu rồi? Ờ? Trốn trong đây nè. Kẹp luôn à? Nó mất luôn rồi. Đi lát nó được nó đi ra. Kì chết rồi. Vãi nồi đi chết. Nó về lại rồi nè, nó về lại rồi, Đánh em ơi. Ờ, mới còn. Đánh tiếp. Kéo rồi đây, trong khúc đó. Mày mang con ba giờ ô ghi ra vậy. Ừ. Để tụi mày đi ra tâm. Anh em đợi tao xíu. Chỉ cần đốt nó mới mất nhiều máu. À, chiêu được đấy. Cái đéo đấy, động đất à? Động đất luôn, nó ghê vậy. Đâu rồi? Bay mẹ đâu rồi? Đốt đi, 4.000 máu nữa. Con voi chết queo. Mấy con voi đi luôn. Voi chết queo đi. Đúng rồi đâu vậy? Không biết à, con chết chết này. Không có đụng nữa sao vậy ta? Anh em ơi, ra thả thú nhanh lên mà ta ghét cho mọi người rồi nè. Hết thú rồi, đang tím đây. Tím mới dục ra. Đâu rồi ta? Đủ mẹ con này trâu đéo chịu được. Thả thú nha, thả thú trong cái nhà đó. Thả hết trong thú nhà ra. Thả thú trong nhà ra, nó đi theo tấn luôn. Con luôn, con Anubis cấp 1 không à. Rồi, bắn banh mẹ vũ khí luôn rồi. Mẹ sao đầu bếp của mình nó làm ăn gì được à? Sao được bách cánh ra có 2 máu. Gãy gãy số lượng lớn. Ơ nó đâu rồi? Cái chui góc lắc rồi. Đây nè. 4k máu nữa. Về bỏ hết thu xuống. Đủ mẹ. Anh em mới bu vào cái hấp riêng con boss này. Nó đâu mẹ nữa nhỉ? Giết nó đi con ơi. Liền nha, nó chết à. Cứ thảo từ từ thôi. Cầm thẳng chỗ cây ấy đi. 2k6 rồi. Đi tạo. Ôi trời ơi. Một lượt đi vậy.
Thì đéo đâu có đâu target mình à? Báo hết thú điện rồi. Xong xong hết thú lửa rồi đó. Chơi hội đồng. Chơi hội đồng nó đéo biết được nó đây này anh em, này anh em tưởng à. Cái boss trong server mạnh đấy chứ. Mạnh. Server mình nó hàng nghìn là phải là đánh còn có một máu mà. Đánh ít máu lại thì là đam đam của mấy đứa thú mà lại. Đam người chơi của mình cũng bị nớp nữa. Đam thú nhiều. Đúng rồi. Đang. Cố lên, còn 2k nữa thôi. Một mình nó vây cả bọn á, đúng rồi, một mình nó hấp riêng hết cả 8 luôn. Thằng nào mà anh kết đi coi chị ơi. Đâu vậy? Mày hai con thương nhân bán đồ ra làm gì vậy anh em ơi? Còn nhiều xài nhiều thôi. Mình cũng thật rồi. Còn nhiều xài nhiều thôi, anh em cứ thả đi. Rồi, nó vui vô đó, nó giết con luôn con kia rồi. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Trong cái kẹt này nè. Đã. Ê, xem chạy chạy ra kia xem nó nhảy ra chỗ cũ không? Chưa, nó chưa xa. Xa hơn nữa. Đâu rồi, quay về cả. Nhìn thấy nó chạy chỗ cũ rồi. Phải nổi 1000 viên đạn bắn hết một nửa rồi. Bot vẫn còn hơn 1000 máu. Chưa chưa? Không có nha. Đây, nó về chỗ cũ rồi, đây. Đây. Đang lôi nó đã. Rồi lạnh rồi. Bỏ qua anh em có đốt lửa không? Đốt lửa không? Đốt lửa không ăn thua đâu, đốt lửa không ăn thua đâu. Tranh thủ đi rồi tê lê đứng ngay cái chỗ tê lê. Đâu, đồ bản đâu, đồ bản như thế nào đây? Đồ tiền đây. Rồi chết. Mẹ chết dép mới chịu dư lệ. Đỡ dậy đi. Ủa sao anh lạnh được ta? Tôi có lạnh đâu ta, tôi mất chim mông luôn á. Ây da, đi rồi. Anh là ngâu vũ vậy? Dụ đéo cái gì, nó chạy ra mà. Nó đánh mình từ nãy mà. Ơ kìa, đi. Cùng kì. Kì. Ngàn tóc mắt anh em ơi, cục hết. Chết, tiêu rồi. Má chạy ra không lụm được cái xác mình mà chết nữa. Chết nữa. Tiêu chết nữa rồi cả. Ủa mà sao tiêu không mua cái áo nhỏ đúng không? Cái mặt cao lịch. Ê, tụi mẹ mày chết tao luôn rồi. Nhập cầu đâu? Nhập cái áo nhỏ với lại cái áo là được rồi. Nên thử đi, nó thử. Hai cụ đi. Đâu, đi. Mày bò ra chỗ khác coi. Rồi, nằm im. Vừa mới bấm được ép xong. Nhanh lên ngồi dậy nắm cầu đi, có mỗi mình mày có cầu tím rồi đấy. Thôi mày lắm mẹ, cầu mày nét đi. Đi đầu quá, đóng băng một cục luôn. Đi. Cứu cô kia. Đâu? Đấy, đang bò. Đừng đi tao, đừng đi tao. Đang bò. Ai đó cho cái gì? Chạy ra lịch chứ, chạy ra lịch. Đi, kèo này căng quá. Đục hết à. Có nhiều nhà hết đi. Mưa cầu vô người đó. Xuống đủ tỷ lệ chưa? Cầu tím, cầu vàng, cầu đủ, cầu hết. Bẻ chó hết thú à. Cái túi của tôi cho cái cầu. Đâu đó đâu rồi, đó đâu rồi. Tao còn cầu đỏ. Ê, đít, cái đéo ơi. Đâu? Đủ cái đéo thì 70.000 máu. Bắt đéo đánh ghê rồi. Nó đây này. Đi tẹ lát ném không được đâu. Lát ném cầu luôn rồi vãi cả rìm. Cầu tím nè. Tôi không ném được cầu đâu nha, tôi bị lát rồi. Cầu tím rồi. Ờ à, được rồi, ném đi, cứ ném đi. Má. Cùng anh em ơi. Dính chưa? Em ơi. Dính chưa? Ôi giời ơi. Rồi. Hết content. Tớ còn nhiều con mà, đánh. Nè, mà tao chết hoài thôi, bỏ đi mì. Nói chung là mày trễ 4 tiếng không cự lại tụi nó đó nha. Còn là bây giờ anh em mình qua server mới đúng không? Qua server mới làm một phát một luôn thì kiếm chỗ mà ở luôn. Chứ bây giờ cứ nhây bên này là hơi thua, hơi ấy à. Ok, qua server mới. Anh em ơi, chim ngưỡng con chó này đi anh em. Đi, mẹ con này căng.
càng thật sự. Rồi ta chết nữa. Cứu nó dậy đi mày. Thôi khỏi đi. Ủa gì, cho nó chết đi. Trời, con này đúng là đánh mệt vãi cứt. Mày, cái tội của mày là mày phải... Mới nha. Ok, qua đây. Qua dần đi. Em ơi. Cái tội mẹ giết hết cả bầy thú. Ôi, anh em ơi, chúng tôi bây giờ chúng tôi sẽ qua server mới. Server mới này là anh em nào muốn vô chung với tôi, vô đi quân đội đông thì mới sống nổi. Đúng đúng chính xác. Server này sẽ là 100% thời gian đều là PVP hết nhá. 100% luôn. Sẽ đánh xong con này cũng thở phào nhẹ nhõm.